Để tiếp tục chương trình, kính mời quý thính giả nghe phần giáo lý chọn lọc. Khi còn bé thơ, chúng ta thường được cha mẹ cưng chiều. Chúng ta cảm thấy gia đình là một chiếc nôi êm ấm, một điểm tựa thân yêu, lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ và che chở chúng ta trong những ngày còn trẻ dại. Khi lớn lên, bắt đầu lao vào cuộc sống, phải tự tạo dựng cho mình một tương lai. Chúng ta cứ tưởng mình là đã hoàn toàn độc lập, nhưng thực sự tư tưởng nương tựa và bám víu vào kẻ khác vẫn còn đó. Cho nên trong xã hội, từ ngàn xưa tới nay, đã có biết bao kẻ su nịnh, ỷ quyền, dựa hơi, luồn cúi. Mãi đến khi tuổi già bóng xế, sức đã tàn, hơi đã kiệt, chúng ta lại phải nương tựa vào con cháu. Kỳ vọng chúng ta có thật nhiều, nhưng sự đền trả nhiều khi không được như ý muốn, làm cho linh hồn dằn vặt khổ đau trước khi lìa bỏ thế giới. Chỉ có một con đường duy nhất là dựa vào chính mình và trau dồi tâm linh mới mong giải thoát cái vòng luẩn quẩn của kiếp nhân sinh. Theo như lời Ngài Thanh Hải đã bình giảng sau đây. Nếu trong khi còn ở thế gian này mà chúng ta không chịu học hỏi vấn đề tâm linh cho được chu đáo, thì dù chúng ta có nhờ ân điển của Thượng Đế ban cho để mà được lên thiên đàng đi nữa, khi tới đó sẽ không cải tiến được, rồi chúng ta cũng sẽ giống như trước, sẽ trở thành một thiên thần ngu dốt và ích kỷ. Thật ra không phải thiên thần nào cũng tốt đâu. Đó cũng chính là lý do tại sao họ phải xuống đây, phải khoác lên lớp vỏ thế nhân này, để mà học hỏi, học thương yêu người khác, học biết phụng sự, thay vì lúc nào cũng chỉ ngồi đó hưởng thụ khoái lạc của thiên đàng. Giờ đây chúng ta đã được ban cho cơ hội để mà học hỏi ở trường đời này. Nếu chúng ta không lợi dụng cơ hội tốt để mà học cho tường tận, thì khi trở lại thiên đàng, chúng ta sẽ cảm thấy ân hận. Sẽ không có ai nói gì quý vị đâu. Nhưng tự quý vị sẽ nhìn lại cuộc đời của mình. Khi đó mọi chuyện sẽ rất rõ ràng như là một tấm gương vậy. Lúc đó quý vị sẽ cảm thấy rất tiếc là mình đã quá yếu đuối, quá lười biếng, quá bám víu vào những công cụ vật chất mà Thượng Đế đã ban cho làm phương tiện trong sự tiến hóa của mình. Quý vị đã chú tâm quá nhiều vào những công cụ đó, mà quên mất nhiệm vụ của mình, quên mất mình đến đây với mục đích gì. Trên thế gian có biết bao linh hồn lạc lõng lênh đênh trong nẻo luân hồi. Họ cứ mãi chìm đắm trong thế giới này bởi vì họ quá bám víu vào đó. Mặc dù rằng cánh cửa thiên đàng lúc nào cũng rộng mở, nhưng họ cứ không muốn quay về. Chúng ta không phải học để cho người khác biết. Chúng ta học cho bản thân mình biết và để cho chúng ta có thể âm thầm gia trì cho thế giới. Với sự huy hoàng nội tại và tình thương nội tại của chúng ta. Cũng giống như học những môn khoa học khác mà quý vị đã biết qua và đã học qua, quý vị phải tự mình thăng tiến. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói, hãy dựa vào chính mình, không nhờ vào ai cả. Dĩ nhiên, Ngài cũng nói gặp được Phật là một chuyện rất hy hữu, là một sự gia trì vô cùng vĩ đại. Bởi vì có khi đến cả trăm ngàn vạn kiếp, quý vị cũng chưa gặp được một lần. Không phải là trong một kiếp có thể gặp được, mà có khi phải trải qua nhiều kiếp, quý vị mới được gặp Phật một lần. Có khi là Phật ở ngay trước mặt mà quý vị cũng không thấy. Khác biệt là ở chỗ đó. Có nhiều người cứ chăm chú nhìn, nhưng lại không thấy gì cả. Có thể họ có nhìn, nhưng họ không thấy. Họ nghe, nhưng không lắng nghe được, nên không hiểu gì cả. Chúa Giê-xu cũng đã nói, không ai có thể đến được với Đức Chúa Cha trừ khi qua ta. Tuy nhiên, Ngài cũng không nói rằng, bây giờ quý vị đã nhìn thấy ta rồi, quý vị cứ về nhà ngủ, rồi nhất định quý vị sẽ được lên thiên đàng. Ngài nói, quý vị hãy tự cố gắng tu hành, thương yêu Đức Chúa Cha của quý vị, giữ những điều răn của ta, vào trong phòng kính mà cầu nguyện, thương yêu những người láng giềng. Ngài không nói, được rồi, bây giờ quý vị đã gặp được ta là Chúa Giê-xu, chắc chắn quý vị sẽ được lên thiên đàng. Không, Ngài không nói như vậy.
Ngài bảo chúng ta phải làm rất nhiều việc, ngay cả đối với thân quyến của Ngài. Quý vị nhớ không? Ngài nói, ai là thân quyến của ta? Ai là mẹ của ta? Ai là chị của ta? Chỉ có những người cùng làm theo ý chỉ của Đức Chúa Cha mới là thân quyến của ta, là mẹ ta, là chị ta. Ngài nói, ngoài quý vị ra, ta không có ai là thân quyến cả. Ở đây, Ngài muốn ám chỉ những người làm theo ý nguyện của Đức Chúa Cha, thương yêu những người láng giềng, giữ những điều răn. Những người thương yêu Đức Chúa Cha bằng cả trái tim, linh hồn và khối óc, vân vân. Có nhớ không? Ngay cả Đức Chúa Giêsu trước khi trở thành nhà lãnh tụ tâm linh thế giới, Ngài cũng đã phải vào phòng kín để thiền và cầu nguyện. Ngài cũng phải trải qua lễ rửa tội. Mặc dù nếu Ngài đã biết Ngài là con của Thượng Đế, thì Ngài không cần phải làm như vậy. Ngài cũng phải trải qua mọi thứ như chúng ta vậy, để cho chúng ta thấy rằng khi là con người, chúng ta phải làm việc. Ngài bảo các đệ tử của Ngài ra ngoài truyền bá phúc âm. Ngài nói, tất cả những gì ta đã bí mật dạy cho các ngươi hãy ra ngoài nhà cao thuyết giảng, nhưng đừng đem châu báu cho người hung ác. Ngài còn nói rằng, không phải người nào cũng có thể chấp nhận giáo lý của Ngài. Trong đa số các thời đại tiến hóa của nhân loại, những người thật sự yêu thương Thượng Đế rất hiếm. Hơn nữa, Thượng Đế và chúng sinh cũng có nhiều đẳng cấp khác nhau. Tình thương của Thượng Đế rất bao la. Ngài không phân biệt gì cả. Thật sự như vậy, quý vị thương Ngài thì tốt, không thương Ngài thì Ngài cũng vẫn thương quý vị.